Hai chào bạn đã quay lại với channel mình. Ok, quay lại với game Auto Chat Bubi nha. Ok. trời. Gì vậy? Vô cho 5 con đầu tiên không muốn mua luôn vậy trời. Rồi vô cho 5 con đầu tiên không muốn chơi luôn á, hai con dơi. Hai con dơi là thấy không 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 thấy là xong, hai con rồng, một con đờ so. Trời ơi. Quỷ diệt. Gọi là line up quỷ diệt. Chọn chọn một con trong năm con, thí dụ giống như giờ mình thích, bạn chọn đời so vẫn được nha, đời so vẫn thắng nha. Chỉ có hiệp 2 là con đời so không thắng được thôi, chứ còn hiệp 1 thì con đời so vẫn ăn được. Nhưng mà chủ yếu là con này hiệp 2 thì đời so không chơi được thôi. Đó, con dơi khó chịu thì cho một con mà thí, vô là thấy là không không không, không ngon là ok. Ok, bây giờ sao đây? Mình này bán dơi đi mua con shaman, lava shaman vô đúng rồi. Hai con hunter đó, bạn thấy hai con hunter không? Nhiều bạn hỏi mình làm sao biết cái gì, làm sao để chọn được bài thì đó, thí dụ giống như vậy nè, thí dụ giống như là bạn thấy hai con hunter không đó, bạn để ý cái đó. Hoặc là nếu bạn có dư tiền thì bạn mua đi, bạn có dư tiền thì bạn mua đi, xong chút xíu nữa mà nó ra lặp lại á thì bạn đi hunter. Trước tiên là bạn đi hunter cái đã. Rồi chút xíu các bạn phải để ý như vậy, coi coi một cái tên quái nó ra lặp lại, hoặc là nó theo kiểu là nó ra theo cái dạng là giống như là nó nhiều lượt liên tiếp á. Đó, nhiều lượt liên tiếp nó trùng thì bạn có thể chọn được cái bộ đó. Chứ không phải là giống như bây giờ là bạn kiểu như cái con nào bạn cũng muốn chơi rồi bạn mua xong cái nó loãng không, bạn phải để ý. Thí dụ bạn không cần mua cũng được, bạn không cần mua cũng được nha. Mình nói là không cần mua cũng được, thí dụ giống như trận này mình không cần mua con hổ đi. Trận cái hiệp này mình không mua con hổ, nhưng mà hiệp sau nó ra con hổ nữa, và hiệp sau nữa nó ra một con hổ với một con Gnai nào đó, ví dụ giống như là heo Gnai, hoặc là theo kiểu là con Agali Gnai, hoặc là Evi Gnai, con gì đó không biết, rồng 4 tiền con gì đó không biết, là mình thấy là ba hiệp rồi nó đều ra Gnai hết. Bạn chỉ cần nhớ như vậy thôi, ba hiệp rồi nó ra Gnai hết đó, hoặc là ba hiệp rồi nó ra Warrior hết, hoặc là ba hiệp rồi nó ra Rui hay nó ra cái gì đó Hunter đó chẳng hạn đó, thì bạn nên để ý cái đó. Tại sao để ý là sao? Có thể mình mua là mình có thể chơi được đó. Thấy bên trận này phải không, nó ra lặp lại là nó ra hai con thị vệ thường ngày mà nó rất là phù hợp, là sao mình vừa up cấp 4 con và những con mình đang sở hữu đều có thể để vào đội hình cả đó. Mà up cấp mà bạn không để vào đội hình thì cũng không không được đúng không. Những con này khá là ok, giai đoạn này mình thủ được. Và đặc biệt là bạn phải để ý những cái con mà gọi là best choice trong tầm giá 1 tiền, con nào mà bạn cầm là bạn khỏe, 2 tiền con nào là bạn cầm là bạn khỏe. Để làm gì? Bạn chọn những con đó để bạn đép trước cái đã, rồi bạn từ từ bạn chọn bộ sau. Chọn bộ nó có thể là một quá trình từ hiệp thứ đầu tiên tới lúc mà hiệp 20 luôn á. Sau hiệp 20 người ta vẫn có thể bỏ bộ này lấy bộ khác được bình thường. 3-4 tên ra bài mà nó gọi là nó đẹp thôi là nó đã thay đổi vấn đề rồi. Nó thay đổi vấn đề rồi. Cho nên là nhiều bạn hỏi mình là làm cách nào để biết mình chọn bộ nào, thì chỉ nhìn bài như vậy thôi. Anh em chỉ cần nhìn những cái bài mà nó ra như vậy là anh em sẽ thấy được. Thì ra là vậy. Thì ra là vậy liền. Anh em chơi nhiều anh em sẽ biết thôi. Chứ còn mà cái đó mà kiểu để mình nói với bạn một cái cheat để chọn luôn á, khó. Hunter nữa không. Nhưng mà bây giờ mình đang đi bộ này khá ngon. Con một tiền thì mình nên gọi là con mà mình sẽ nói cho bạn một số con mà bạn nên để ý bằng giá với một tiền đi. Một tiền là con gì? Một tiền mình cũng phải khuyến khích cho bạn hai con. Là một là con thị vệ thường ngày, hai là con Soundwrecker của bộ Goblin á. Một tiền thì còn có thêm một số con nó dạng là tầm trung nữa. Còn hai con này thì là gọi là dạng là mình cảm giác như thấy là ngon nhất. Còn một tiền thì nó có thể là Tutka cũng được, có một kỹ năng đấm lên rất là ngon. Đó, đấm lên rất là ngon. Rồi có thể dạng là một tiền thì nó chắc là kể Warrior là Ace cũng gọi là được, nhưng mà hai tiền thì nó sẽ thể hiện được rất là rõ nè. Hai tiền thì nằm ở đâu? Hai tiền thì mình có thể con một tiền thì cũng phải là con thỏ nữa, nhưng mà con thỏ thì nằm trong tướng chọn, bạn chọn mới có, còn không chọn thì không có. Hai tiền thì nó ở là sao? Hai tiền nó có rất nhiều Agency Ranger best trôi trong tầm giá luôn, either best luôn. Một con là có thể chơi, nếu bạn cầm được hai sao bạn rất là khỏe. Swordman
Đó, thấy chưa? Rất khỏe luôn. Heo cần ai 2 sao cũng là một đồ chơi cũng khá khá là ưng ý luôn. Đó, thấy không? Còn 2 sao tiếp theo nữa là có thể gọi là nói chung là tạm ổn, nếu mà hổ 2 thì cũng gọi là chơi được, nhưng mà hổ 1 thì bỏ đi. Nói chung là những con tướng đó nó sẽ giúp cho bạn đép được ốc 2, cũng là một trong những con mà tuyệt vời. Một con tuyệt vời ở vị trí 2 tiền. Đó là những con bạn có thể lấy giai đoạn đầu để mà đép trước. Sau rồi nếu mà bạn build có, thí dụ như line up con ốc này rất là dễ nè, Derator nè, rồi Assassin nè, nó thấy chưa? Còn nếu mà không không đi Assassin thì bạn có thể dùng con ốc là đi khá là nhiều đội hình đó. Đó, xong rồi nếu mà gọi là 3 tiền đó, thì có thể là một là chó nè, chó cũng là một con chơi khá là mạnh nếu mà 2 sao. Đó, Berserker thì chắc chắn rồi. Berserker chắc chắn, nhưng mà đội hình của mình bây giờ thì mình không cần con đó cho nên là mình không lấy. Mình lấy con sao Devoret tại vì mình cần con này chút xíu nữa, lỡ mình đi 4 đỏ chẳng hạn thì cũng hợp lý. Đó, thấy chưa? Mình bây giờ ngay tại lúc này mình cũng chưa biết đi đội hình gì mà. Nhưng mà mình cứ chọn những con mà mình đang cần để làm gì? Một là ghép lại đủ bộ. Hai là nó mạnh ở trong cái gì, cái giá trị của nó là sao? Con 1 tiền đó nó mạnh. Con 2 tiền đó nó mạnh ở trong cái vị trí 2 tiền. Nó 2 tiền nhưng mà nó ngon như 3 tiền. Đó thì mình lấy. Đó, rồi các bạn từ từ bạn chọn bộ sao, bạn chơi chừng 5-10 hiệp là bạn sẽ thấy được cái bài ra rất rõ thôi. Còn anh em nào mà gọi là mới chơi thì chưa có kinh nghiệm thì có thể chơi 1-2 trận thì nó bắt đầu nó già dơ hơn liền. Không không thể nào so với những cái người mà mới chơi quá lâu rồi, tại vì cờ lừa mà nè, cờ lừa mà. Cờ lừa là cuộc chơi của thằng bị lừa và thằng không bị lừa thôi. Rồi bạn bị lừa thì thua. Bạn bị lừa thì xong rồi, không còn cách nào khác hết. Còn nếu mà không bị lừa thì thôi, ok, tao ngon nè. Bây giờ mình đi 4 đỏ trước nè. Bây giờ mình đi 4 đỏ, nếu bây giờ thí dụ giống như bây giờ mình đi được 4 đỏ tới cuối đi, thì đỏ nó sẽ đi được với những đội hình gì, bạn phải suy nghĩ trong đầu liền. Đỏ bây giờ nè, 2 con đỏ là có Shaman nè, chắc chắn luôn, tại vì trong bộ đỏ đã có Shaman rồi mà có thể đi được Shaman nè. Mà Shaman thì sao, không lẽ giờ đi Shaman không đúng không? Có thể Shaman bây giờ đi God hợp lý luôn. Đi God luôn. Đi God đỏ Shaman cũng là một trong những sự lựa chọn gọi là in the best luôn. Bộ tứ quý 4, bộ trong truyền thuyết đó anh em, khó chơi nha. Khó chơi tại vì nó đòi hỏi một cái số lượng con tướng nó phải level 10 là cái thứ nhất, là cái thứ hai là phải có 5 tiền. Phải có 5 tiền thì mới đi được bộ tứ quý 4, nó cũng hơi hơi đòi hỏi nhiều. Nhưng mà kệ, cái cha nó đòi hỏi kệ, mình ước mà. Ước mơ cao lên. Cao lên chút xíu, đi được hay không thì từ từ chúng ta tính chứ. Mình không xây được 5 tiền thì ta đi ba ba con 4 thôi, còn còn lại tôi sẽ đi con khác chẳng hạn. Đó, theo cũng cũng tùy. Trời, bàn giày thì chọn cái gì nữa bạn? Bài giày thì chọn cái gì nữa? Đương nhiên úp 6 để cái này vô rồi, bây giờ lấy 2 gót nè. Bây giờ phải làm sao để lấy 2 gót, lấy thời gian hồi chiêu cho con gọi là God of War này giai đoạn đầu cũng gọi là một trong những con gây đam. Nhưng mà nó phải có thời gian hồi chiêu, đặc biệt là phải 4 gót. Chứ mà giai đoạn đầu thì có vẻ như nó hơi hẹo ở chút là thời gian hồi chiêu lâu quá. Nhưng mà đánh knockback đam to nha. Nếu bạn chưa cho bạn nào chưa biết thì con God of War này nếu mà nó cái dạng mà nó có đồ á, trưởng cũng đau dữ lắm à. Trưởng cũng thuộc dạng là tới công chuyện các bạn, chứ đừng đùa, đam rất to. Nhưng mà nếu mà mình tốt nhất là bạn phải đưa đồ sát thương kỹ năng cho nó. Đó, bạn thấy trưởng không, sát thương diện rộng 3 tiền, sát thương diện rộng đam to, trưởng ăn tiền nó. Nhưng mà có cái là thời gian hồi chiêu lâu vãi. 4 gót thì may ra, 4 gót thì may ra. Mình hồi trước thì mình hay lúc mà cái bộ gót này nó mới ra thì nói cho anh em biết là sao, cái bộ gót này nó rất khó chơi. Nó rất khó chơi là anh em nếu mình đỏ, thấy chưa, 1 đỏ nữa nè. Đó, mình bây giờ chúng ta để vô, chúng ta lấy 2 Shaman, chúng ta phải giữ 3 quơ nha, 3 quơ với lại con có độc quơ. Rồi xong rồi chúng ta lấy 2 Shaman. 2 Shaman này làm gì? 2 Shaman này giai đoạn đầu thì nó không có gì ngon hết, chủ yếu là sao, nó sẽ hack một con đầu trận. Hack một con đầu trận như vậy á, nó sẽ gọi tạo lợi thế, chỉ là lợi thế thôi, còn thắng thua chưa biết nha. Bây giờ nếu mà ngon nhất là sao, bây giờ phải có 4 gót cái đã, rồi đỏ từ từ, đỏ từ từ, tại vì những con đỏ của mình đó, nó có một cái bất lợi là sao, bây giờ chưa có con nào 2 sao hết. Nếu mà có 2 sao thì chúng ta giữ đỏ được, nhưng mà bây giờ chưa có con nào 2 sao hết. Rất tiếc là bây giờ đưa 4 con đỏ vô chủ yếu để kích bộ thôi,
chứ còn sức mạnh nội tại của tụi nó thì chưa đủ, chưa đủ, phải nhiều hơn mới được, chứ như vậy thì chút xíu không thắng được. Rồi mà phải nói cái skin con cái con cái con cái con này là con gì quên, là Tom Saman của mình cũng khá là mạnh nha, hai gót luôn, phải đái thiệt. Không ra thì thôi mà ra thì chơi không nổi luôn, mà ra thì chơi tới một chuyện luôn. Được hai gót, bây giờ nếu mà được thì đi bốn gót luôn nè, được bốn gót luôn đó, bán con này đi mua con kia vô vẫn có thể đi được, nhưng mà bốn gót thì chúng ta sẽ mất đỏ hết luôn, à, mất hoàn toàn đỏ luôn nha, không còn miếng gì. Đó bây giờ đi đó mất đỏ, thấy không, hồi nãy là mình giữ đỏ nè, thích thì trận này là bỏ đỏ luôn nè, à, thích thì trận này bỏ đỏ được luôn nè. Bây giờ bạn đỏ nó không lên nè, nếu mà vài hiệp nữa mà nó không lên một cái con gì nữa luôn á thì chúng ta bỏ luôn, chúng ta đi đội hình khác luôn, à, đi đi gót hôn, gót hôn Warlock cũng là một sự gọi là hợp lý luôn, chẳng có cái gì là khó hết, chủ yếu là đỏ bây giờ nó rẻ tiền, à, Warlock thì nó mắc tiền, hôn thì trời ơi vô địch luôn, hôn thì vô địch của mắt luôn, hôn là vô địch của mắt luôn, cho nên là nó thật là bây giờ chủ yếu chọn đỏ là tại vì nó rẻ. Chứ còn mà nếu mà nó không lên 2 sao, 1, 2 hiệp nữa mà nó không lên á, cho cút luôn. À, cho chim cút luôn. Đâu. Thiệt luôn hả ta? Không lên thiệt luôn hả? Mình quyết định là chơi cạn tàu ráo máng như vậy luôn. Không lên là không lên nha bạn. Được, ok. Không lên thì thôi, để im đó. Bố mình tích tiền tiếp. Thắng thua quan trọng gì? Mình bây giờ mình cũng chả có chuỗi. À, mình cũng không có mất máu cũng chả nhiều. Tại vì mình có một thầy tu. À, mình có một thầy tu, mà cái thầy tu này thì nó có nội tại gì, nếu mà nói thiệt luôn, anh em nào mới chơi chưa bao giờ anh em đi cái đội hình này đúng không, à, chưa bao giờ luôn, bảo đảm anh em không bao giờ đọc luôn cái dấu thánh giá này, không bao giờ đọc vô nó là cái gì luôn, bảo đảm luôn. Tại vì nó không phải là một bộ chính đó. Thường là người ta sẽ đọc những cái bộ chính hơn, bộ có sát thương ít ai đọc với bộ phụ lắm, à, cho nên là bây giờ có vẻ như là ít ra anh em biết nó sẽ giảm 20% sát thương. Thí dụ như bạn thua người ta 10 máu 10 đam đi, là 96 là nó còn 86 đúng không? Cái bộ thì tu này nó sẽ trừ cho anh em 20%. Là chỉ còn có 8 thôi, 96 trừ 8 là còn 88. Đó. 88 nó sẽ ít hơn 2 máu, 20% đó, sát thương. Nó giúp anh em sống hơn được. Đó. Đỏ bây giờ lên nè. Đỏ mày lúc này lên là khá ngon. À, đỏ bây giờ lên là khá ngon, nhưng mà bây giờ mình đổi con thị vệ thường ngày để lấy hai đỏ. Hai đỏ là bao nhiêu máu? Hai đỏ là 150 máu thì phải, không nhớ rõ nữa, nhưng mà như vậy thì ít ra nó cũng kích được một bộ đúng không, nhưng mà hai con này thì nó lại không ngon, nhưng mà được có cái là sao God of War với lại con Cui Hunter là hai trong nha, hai con có thể và gọi là gánh được. Cui Hunter nó đẻ con nhím á, bắn đau lắm nha, còn con Lava Shaman này đưa vào chủ yếu để tăng chứ chẳng có tác dụng, à, chủ yếu câm lặng, nhưng mà cái dòng câm lặng của nó quá lâu đi, à, quá lâu đi, thường là không có tác dụng nhiều đó. Hai sao thì cái dòng khá là rộng, nổ cũng có đam đó, nhưng mà đa phần là không trúng. Ồ, cái này mình nói thật, đa phần là không trúng. Mà có trúng thì bây giờ thì có đam thôi, chứ về cuối thì làm gì có đam đâu. Chủ yếu là để kích bộ Shaman với là bộ đỏ thôi. Đó, thấy không? Phân tích rất rõ ràng. À, rất rõ ràng cho anh em hiểu luôn. Bây giờ nếu mà mình up 7 thì để con gì vào? Up 7 thì mình sẽ để con thị vệ từng ngày vào. Tại vì nó hai sao với là cái là nếu mà giờ kích 4 đỏ. Ừ, ha, khoan. Nếu mà để thì về từ ngày vào thì bạn sẽ có một con 2 sao thôi, nhưng mà bạn để con Tom Saman vào thì bạn sẽ có 4 đỏ 2 Saman. 2 Saman thì nó hết một con đầu trận, với lại 4 đỏ thì tăng 450 máu thì nó cũng nhiều đấy chứ ha. Ừ. Cái đó phải xem xét lại. À, nhưng mà thằng nhì bản đang có cái chuỗi. À, thằng nhì bản đang có cái chuỗi, mình cũng đang có cái chuỗi, bây giờ là cuộc chiến của hai thằng có chuỗi là sao? Cuộc chiến của hai thằng có chuỗi thì nói ra chỉ đơn giản trong 3 chữ thôi. À, trong 3 chữ thôi. Thằng nào thắng? À, trong 3 chữ thôi bạn, thằng nào thắng? Thằng nào thắng thì có tất cả luôn bạn. Bạn giữ được chuỗi của bạn mà ăn được chuỗi của đối phương là ngon quá trời đúng không? À, chỉ trong 3 chữ thôi. À, cuộc chiến của hai thằng cầm chuỗi bây giờ gặp nhau là sao? Chỉ quyết định thôi, mày thắng thì mày làm cha, còn mày thua thì mày mất hết. Nó nhưng mà mình thua thì mình mất nhiều hơn nó thua là tại sao? Mình không có đủ tiền, còn nó được tiền rồi. Nhưng mà hiệp này xong thì mình cũng 50 tiền tới nơi rồi, thì cũng chả mất nhiều lắm. Đó, 2 tiền mình với nó thua nhau có 2 trận thắng thôi. Tính ra 2 tiền nó không thành vấn đề. À, thật sự luôn, tính ra 2 tiền nó không thành vấn đề.
Cho nên là trong lúc đó bây giờ ăn cái chuỗi mà nó chỉ ăn cái chuỗi 5 thôi nó cũng đã nữa, ăn cái chuỗi 10 nó cũng đã, nó đã như nhau mà, nó đã như nhau. Nhưng mà bây giờ cách nhau 2 tiền, bây giờ nếu mà mình thắng, nó thà mình thua cho thằng nào, nó thí dụ như mình thua cho thằng Bắp đi, nó cuối bảng nó hết tiền, mình thua thằng đó mình không tức. Với lại sao cái độ nguy hiểm nó không có cao. Còn mình thua cái thằng nhì bảng là cái độ nguy hiểm cao nha. Giống như là nó đã giàu rồi, nó đã khỏe rồi mà còn đưa tiền cho nó xài, nó trời đất ơi má ơi luôn. Lúc đó bạn thấy mới căng. Cho nên mình bạn thua cũng phải thua đúng thằng nữa nha. Chứ bạn thua nhiều khi nó đời nó nghiệt ngã lắm, nó cho thua những cái thằng mà nó không đáng thua. Nó không đáng thua tại nó đang có chuỗi mà. Mà mình thua thằng đó thì thôi. Nghiệt ngã cuộc đời mà bây giờ mình có thể gặp nó, tại bây giờ nó 8 thắng rồi. Khả năng nó gặp mình là khá cao, nhưng bây giờ mình up 7 thì mình lúng tiền. Mình tự tin không? Rồi nó up 7 rồi. Vậy mình thôi vậy tao thua. Mà up 7 thì lúng tiền biết ăn được đâu, chắc gì mình up 7 mình ăn được nó đúng không? Mà vậy có khi không thua không thắng được. Nếu mà đưa bốn đỏ vô thì sao? Bốn đỏ vô thì kích hai Saman thì hack một căn đồ trận với lại cộng thêm 400 máu có được quơ cũng trâu. Nhưng mà team mình thì không có đam. Team mình hoàn toàn không có đam. Đam ở đâu ra? Có được quơ thôi đó bạn, dựa vào có hết quơ đó. Đây rồi. Thua vậy, thua thua thua. 6 quơ có 7 cũng chết. Thua thua, chấp nhận cái này thua. Không chạy được bạn ơi. God of War kiểu như câu kéo thôi chứ thật ra ba con mình bạn nên nhớ là mình có tới ba con God rồi, hai con Wiza, một con God of the Blind hoàn toàn là không có đam rồi, ba con đó là đưa vào kích bộ cho có thôi, đó, đúng kiểu là mình nói thiệt mình chỉ ngán thằng này thôi mà đúng thiểu thua đúng thằng này thôi, thua thằng nào cũng được, thua thằng này đúng thằng này là ngán thôi nhưng mà hên là cái cũng kịp nó có 50 tiền, thằng đầu bảng bây giờ nó là cha là chú rồi. Nó là cha là chú rồi, tiền của nó bây giờ chất cả đống, đừng có tính giờ là đừng có tính tiền, tính bằng vàng đi. Bây giờ nó qua nó không có đếm tiền các bạn, vàng nó cân bằng ký á. Nó giàu vãi đái thiệt. Đen có một cái mà sao hơi xui có một cái là mình biết là mình gặp nó rồi đó, nhưng mà mình biết chắc là mình không thắng được. Mình có up 7 thì mình chỉ lúng tiền thêm thôi. Mình có 7 thì mình cũng lúng tiền thêm thôi và cái khoản để tới 50 tiền của mình nó lâu thêm thôi. Nó không có tác dụng phải không? Cho nên chấp nhận là phải bỏ cái chuỗi. Biết là sắp gặp nó luôn đó. Mình nói với bạn là mình biết là mình sắp gặp nó luôn mà có cái là mình không thể nào thắng thôi. Nó 7 cái thằng giàu. Nói chung là nó có chuỗi sớm cho nên nó hơi giàu. Bây giờ trời ơi má cái thằng nào mà nó húp được cái chuỗi này thì thôi. Húp được cái chuỗi này trường sinh bất lão luôn con. Húp 7 thôi để con này vô. Rồi. Như con này thì nó lại có một cái vấn đề là sao? Nếu mà để con này vào thì chúng ta phải có mana năng cho nó. Mà giờ mình có một cây mana năng một thôi. Lấy cây mana năng lấy nhẫn dịch chuyển luôn ta. Con Water 2 này mới được up sức mạnh. Một hai bản up đát gì trước thôi. Được up sức mạnh rồi mình gọi là một update nhẹ từ nhà phát hành nhưng mà nó có hiệu quả nha, thật sự là có hiệu quả. Nhưng mà con này 3 sao thì cũng không phải dễ chơi, con này 3 sao không phải dễ chơi, đặc biệt là có nhiều nhiều cái giống như là God nó sẽ câm lặng, nó sẽ bất lợi nhiều thứ lắm. Ok cũng gọi là được đi lướt. Ok 10, bạn nên nhớ là mình có một cái trượng 10 điểm nha mà nó lướt không ăn tiền vậy ta. Không lẽ bây giờ nó yếu tới mức đó ta, lướt cái nè, đó coi như là cũng thắng đi. Mà mình có một cây trượng 10 điểm là 50% sát thương kỹ năng mà nó lướt không ăn tiền, thật sự luôn mình nhìn mới nãy rồi rõ ràng là không ăn tiền. Hơi hơi lạ, hơi lạ. Nhưng mà có vẻ như là chúng ta up cấp thôi. Bạn giày xoay gì? Bà giày xoay gì, thật sự là mình cũng chả biết xoay cái gì. Thằng đầu bảng lớp 8 mà đúng kiểu là nhà giàu có khác ha. Mà muốn lên là lên, lên là lên, lên là cái một luôn chứ không có lên, không có nói nhiều. Làm một phát là tới một chuyện luôn. Hay quá. Hay quá. Hay quá, được.
Được được được, nói chung cũng ổn nha, nói chung cũng ổn. Tiếp tục thôi, tiếp tục lên level thôi, cho cái đội hình hai con Fortune Teller. Đấy, bây giờ hiệp quái xong cái mình để giờ mình nếu mà con này thì bốn đỏ đi. Hay là mình thích quân vị vệ thường ngày có cái là nó gây hiệu ứng khống chế mà nó không cần hồi chiêu. À quên, không cần tích mana giai đoạn đầu là nó lướt liền. À, nó lướt liền rất là hay luôn. Nhưng mà nữa người cái là bây giờ bốn đỏ thì chúng ta sẽ có hai Shaman. Từ từ nha. Cái này phải coi nha. Tại vì dù có bạn nhiều máu thì mình cũng chả có đam đâu. Từ từ để coi cái này chúng ta phải tính là phải coi nhìn 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 coi cái gọi là cái kiểu như là tình hình cái trận chiến nó như thế nào. God of War thì đương nhiên trời ơi đá ma pháp sao mày không ra sớm hơn đi. Mẹ mày lỡ chọn đá ma pháp rồi bây giờ mới ra mà rớt cái gậy gỗ. Mình nói thiệt luôn mình ghét nhất là sao? Mình đi mấy cái đội hình sát thương kỹ năng này mà rớt gậy gỗ cho mình. À, mà còn nếu mà mình đi cái dạng mà không phải sát thương kỹ năng á thì ra mana không. Trời đất ơi. Có phải là nó trêu ngươi mình không? Mà hay vậy lắm nha. Ồ, máy nó hay vậy lắm nha. Thật sự luôn bạn, máy nó hay ra dẻ vậy lắm. Mà khổ. Thà thì không thí dụ như là không không cho đồ sát thương đi tại mình không có cần phải sát thương, mình có cái con nào đánh tay đâu. Không không có sát thương đi thì chúng ta sẽ làm cái dạng giống như là cho theo mình cái phòng thủ chẳng hạn. Thì cũng được đi. Còn không. Không có sát thương tay là nó cho tốc đánh. không sát thương tay cho tốc đánh. Ngại vậy đó. Thì ra không có sát thương tay thì mày không cho mana thì không cho sát thương kỹ năng thì cho hai cái giáp cũng ngon. Cho hai cái giáp cũng ngon. Không, nhưng mà không mấy nói ui dễ vậy thì còn chơi cái gì nữa bạn. Thì mấy nói là tao không, tao thích. Tao thích vậy. Trời ơi, mất cái chuỗi nha. Cái thằng mất 12 chuỗi rất là xàm luôn. Ăn cái chuỗi của tao mà giữ cái chuỗi không được, cay vậy ta. Nói chung 63 tiền thì chắc ổn à. Bây giờ chỉ bây giờ up 10 thôi, bây giờ up khoan đã. Nó hơi nghiệt ngã một chút rồi bạn bây giờ. Bây giờ là con Khan phải phải có Khan. Nếu mà đi đội hình này á, nếu mà đã đi gọi là 444 huyền thoại á, thì đừng không chơi God of Thunder. Tại God of Thunder không có chỗ để á. Phải có Khan thôi. Thấy không? Bạn thấy con water nó cái nó mỏng cơm lắm, nó dễ ăn chết. Nó dễ chết vãi đái luôn, chỉ cần mà bạn sơ hở rồi là bị phun chết liền. Quá tệ đi. May là cũng thắng được, may là cũng thắng được chứ không phải không, nhưng mà thật ra là nó hơi tệ cái là con water nó rất là mỏng cơm. Chỉ cần mà ăn hai đam thôi. Mà hai đam con nào dùng đồ dễ rất dễ ăn hai đam. Là thấy là ngã ngửa rồi. Cho nên là nói thiệt con water này dùng giai đoạn đầu thôi. Mình ít có khi nào dùng water 3 lắm, trừ khi là bài của mình nó xanh tới mức mà giống như là đồ sát thương theo kiểu cái dạng là không phải là đồ sát thương không mà nó còn theo kiểu là bạn ơi này chẳng hạn hoặc là cái vĩnh hằng đó chẳng hoặc ro chẳng hạn đồ mà nó tới công chuyện kiểu như vậy á thì mình hay hay dùng đó. Good good lướt rất tốt, trời lướt trúng hết đội hình vậy thì thôi lướt trúng hết đội hình vậy thì thôi đó nè trời dễ lại rớt cây gậy gỗ thằng nào di chúc đồ đấy, thằng nào di chúc đồ đấy đưa cái mặt lên tao đấm cho mày hai phát nữa mẹ thiệt luôn á. Hay quá, tinh tế thường ngày ngon 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 đây rồi. Bây giờ chúng ta kết hợp nè đó, bây giờ chúng ta kết hợp vô lấy đi bốn Shaman. Ghê bốn Shaman này thì nó chưa ngon đâu bạn, tại vì nếu mà con tư tế thường ngày nè mà nó lên 2 sao với lại con tôm Shaman lên 2 sao bạn sẽ thấy đội hình mình nó mạnh hơn rất là nhiều luôn. Mà đặc biệt nha, đội hình nếu bạn đi gót đỏ thì bạn nên chú ý cho mình một vấn đề nha, là bạn phải có heo. Bạn phải có heo nha, và heo là một con mà nó phải nó là quan trọng luôn á, rất quan trọng luôn cho với cái đội hình này luôn. Bạn mà không đi gót đỏ bạn không có heo là bạn dở rồi. Phải có heo nhưng mà con heo nó hơi mắc tiền cái là 4 tiền. Cái kỹ năng của nó thì cũng hơi khó 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 xài khó dùng á, nhưng mà kệ, heo 2 là cả một vấn đề nha bạn. Mà nói thật luôn,
Bạn nào mà chơi heo rồi thì bạn sẽ biết heo 2 nó là một cái gì đó nó ra gì đó bạn. Một cái gì đó ra gì đó. Nó bây giờ là 3 con 4 rồi. Tứ quý 4 thì chúng ta phải đợi tới mức là đợi tới lúc là nó phải có, trời ơi, nó phải có 5 tiền. À, giờ bán hết mấy con này đi nè, bây giờ chúng ta cần thế không không có chỗ để nữa. À, bây giờ có thể là mình sẽ loại bỏ Swordman với lại Ace luôn, tại vì mình không có đi sáu đỏ. À, nếu mà bây giờ bạn đi sáu đỏ vẫn ok nè, nhưng mà sáu đỏ ai đam, mà con nào đam thì không ai nói được hết, cho nên mình nghĩ là mấy bạn nên dừng lại ở bốn đỏ là đẹp. Sáu đỏ thì đương nhiên ngon, nhưng mà mình 86 máu, sáu đỏ thì nó lại không có ngon bằng, thí dụ mình còn sáu máu đi, mình đi sáu đỏ nó ngon hơn rất là nhiều, nhưng mình còn tám, trời đất ơi. Có kìa, bạn cho rớt cái kiếm gãy phải bài gót không vậy trời, bài đi gót cho đồ kiểu mẹ gì vậy, bài đi gót cho đồ kiểu tặc răng hả trời, vãi đái thiệt luôn, nó ra đồ cả ba cái gậy gỗ rồi giờ rớt cái kiếm gãy á, lại hồn lấy cái này lấy giáp xoay cho con God of War ngon. Đắc ôi trời ơi, tới công chuyện luôn, bán con này đi. Mua mấy con, để mấy con này vô cho nó trống chỗ, kiếm bán con này đi luôn. Cái một slot nữa này. Mà Swordman cũng khó thì, nhưng mà con Swordman nó cũng ổn mà, từ từ bình tĩnh. Dark Spirit nãy mình cũng nghĩ đó là mua, nhưng mà mình nghĩ á nha, mình nghĩ nếu mà dùng đắc á trận này cũng khá là ngon, tại vì mình cái thằng nhì bản của mình đi quơ. Đi quơ. Nhưng mà biết đâu được mấy thằng khác lại đi đắt là không ngon lắm. Mình sẽ dùng con này với lại chút xíu nữa mình để mình coi con 5 tiền nào khác. Trời đất ơi, con water nó yếu cái mẹ gì mà nó chết. Nó chết không kịp ngáp vậy trời. Ồ, water nó yếu cái mức gì mà nó không kịp ngáp luôn, nó ngã ngửa ngay chỗ này luôn, vừa qua bên kia cái chết mẹ luôn, thì còn đam ở đâu ra nữa trời. Đây rồi, có con này 2 sao ngon. Rồi tôm Saman 2 nữa, cái úp 10 thôi. Úp 10 mình để một con thị vệ thường ngày vào. Thị vệ thường ngày thì nó sẽ kích một cái hai hôn. Hai hôn này thì nó không có cái gì đâu, nó sẽ triệu hồi một cái gọi là cái totem, là theo kiểu là cái totem là mấy cái gọi là mấy cái bộ lạc, thường nó có mấy cái cọc ở chính giữa đó bạn. Xong rồi thường thường đốt lửa trại thì đi quanh cái cọc đó, tôi kêu bằng cái totem là cái gì? Cái totem là cái gọi là cái gì ta, đây cái thâu thầm là cái mẹ gì quên rồi ta, thâu thầm là cái gì, thâu thầm là cái vật tổ. Cái kiểu, kiểu kiểu là cái vô thầm, cái thâu thầm là cái vật tổ, cái triệu hồi cái cột vật tổ ra, cái cột vật tổ này sẽ nó sẽ thu hút cái ánh, gọi là thu hút mọi ánh nhìn, thằng nào mà có tầm đánh là cái cột này, nếu mà nó tầm trong tầm đánh đối phương thì đối phương sẽ chủ yếu đánh nó trước, và nó rất là trâu. À, trời ơi, bạn coi rớt thêm một cái kiếm gãy, một thay cây 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 à, không rớt thêm một cây gậy gỗ nữa. Trời, bây giờ tao 3 cây gậy gỗ, 4 cây gậy gỗ rồi, xài cái mẹ gì hết đi trời. Đã không xài rồi. Ôi mà mày heo, bây giờ sao ta? Mò heo à, bán con mày đi mua con heo vô, con heo mà nó phải có được, có được work good. Ô trời, nãy đắt không mua bây giờ ra nữa, mà đồ như vậy mà ôm đắt thì cũng không biết chơi làm sao luôn mà. Kiểu như là đồ như vậy mà ôm đắt thì cũng 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 lạc loài, cũng không biết chơi làm sao luôn. Khá khó chịu nha, khá khó chịu nha, rớt đồ thấy thấy nó không ưa rồi đó. Mình nói thiệt luôn, rớt đồ nó thấy không ưa chút xíu nào rồi đó. Good. Ôi nếu mà hồi nãy thí dụ giống như đồ như vậy nha, đồ này đồ y như vậy đó, mà hồi nãy mình lấy con Shining á, con Shining Archer đó bạn, quên không phải con Shining Assassin chứ, con Shining Assassin đó chút xíu nữa cái nó vô nó bật siêu liên tục thì team mình cũng ngon lắm nhờ. Ồ nghe cũng hay, nghe cũng hay, nhưng mà tao lụm cái chuỗi mày nha, hồi nãy mày lụm cái chuỗi tao, tao lụm cái chuỗi lại mày, quê quê thôi. Mình nãy mình cũng mất chuỗi 5 chuỗi 6 gì đó, nó thì cũng mất chuỗi 5 chuỗi 6 coi như quê thôi. Ây da, lên ngộ không thì đương nhiên là không lấy rồi, tại vì ngộ không nó không. Ghê, đây
Đây đây đây đây đây. Con này ngon nhất nè. Shining cũng ngon nhưng mà đây 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 đây, đây mới là con ngon nhất đi với God. À, đây mới là con ngon nhất đi God, tại vì Water bây giờ lên 3 sao chắc khó. Đánh giá Water bây giờ lên 3 sao chắc là thiên nan vạn nan. Cho nên là thôi bỏ qua cái vụ Water 3 đi. Bây giờ chúng ta Canon 2 chẳng hạn. Ngon. Hợp lý, hợp lý. Bốn sao mà anh biến được, bốn sao mà anh biến được. Trời heo ba. Heo ba rồi còn có sao Wrecker ba, sao thua bạn? Sao thua không thể, không thể thua. Không thể thua luôn bạn. Đội hình 3 sao như vậy thì thua kiểu mẹ gì vậy? Ôi nhưng mà có vẻ như thua, nhưng mà không, triệu hồi ra sao Wrecker ba nữa. Oh my god. Oh my god, thôi mình chết mẹ rồi. Cái này đi rồi. Đúng là ông bà xưa nói có câu gáy sớm ăn lòn. Trời ơi, gáy sớm là ăn lòn rồi. À, chà, con này nó đi Kira Venom mạnh đấy. Thằng này nó cũng liều mạng đấy, thằng thằng này nó cũng liều mạng đấy. Mình mà đi 4 4 bi rệt là mày chết. Tao mà đi 6 bi rệt là mày ăn cứt luôn con à. Rồi ok, bây giờ nếu mà được bà mới sao? Bây giờ mình bán con Swordman đi. Mình để con heo một vô. Con heo một thì nó không có ngon lắm. Nhưng mà con heo một nó cũng là con heo một phải không? Biết là nó không có ngon dữ lắm nhưng mà con heo hai thì đương nhiên sẽ ngon, nhưng mà con heo một nó vẫn triệu hồi được á, nó vẫn triệu hồi được. Với lại mình kích hai thầy tu, hai thầy tu này nó sẽ như thế nào? Hai thầy tu này nó sẽ, nếu bạn thua trên 8 máu á thì nó sẽ trả lại cho bạn một cái bình thuốc. Một cái bình thuốc này sẽ trị thương cho con kỳ thủ của bạn, trị thương theo kiểu là hên xui. À, giống như là xổ số vậy đó, từ 1 đến 5. À, có thể hồi từ 1 tới 5 máu. Nếu bạn hồi được 5 máu thì ok. Trời ơi, hồi được 5 máu được là gọi là quá đỉnh luôn. Nhưng mà còn không hồi được 5 máu, hồi 1 máu thì thôi quá tèo. Nhưng mà thôi kệ, 1 cũng được. Ít ra nó cũng còn có cũng có chứ không phải không, phải không, phải không? Này, nhưng mà có vẻ như chúng ta phải thay đổi con suốt nghe. Quên, con qua tờ thôi, con qua tờ yếu quá rồi. Qua tờ lướt không ăn tiền. Trời ơi, đương nhiên rồi bạn ơi, đương nhiên là phải lấy cái bạn ơi rồi. Đúng rồi. Bạn ơi nó giảm sát thương mà. Ôi, quá quá tuyệt luôn. Canon rồi, ngon rồi. Mà bây giờ mình xoay canon luôn hay là up 10 đây ta? Up 10 bây giờ biết sao? Up 10 nó cũng không ăn tiền. Tại sao không ăn tiền? Cũng chả có khan đâu mà đi bốn đổ bốn 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 hôn. Rồi không có chỗ để, chuẩn bị bán con này đi thôi, bán thôi. Chấp nhận liều mạng luôn, bán sớm thôi. Cái này thì ôi chà, cái này thì khoan đã. Cái sát thương kỹ năng này mình đưa cho God of War với lại cái rìu xoay đi, cho con God of War nó trâu hơn chút xíu. À, con Canon này thì giữ đồ kiểu như bắn đa bắn tay thôi, chứ mình sẽ đưa cho nó thêm búa xét chẳng hạn. Ba cái tốc độ đánh thiệt, mình nói thiệt luôn không hiểu kiểu gì luôn. Nhưng mà thấy mẹ rồi, sao thằng này đi chính quơ chút nữa. Trời ơi, từ từ nha. Chính quơ thằng này cũng khá nè, chứ mình bán con qua tờ đi hơi sớm đó. Thằng này nó đang khá mạnh nè, mình ăn không lại nó từ từ, nhưng mà nó sẽ trả lời mình thuốc. Bình thuốc là bao nhiêu máu đây? Bây giờ mình đang có bao nhiêu máu? Bình thuốc này nó sẽ hồi cho mình bao nhiêu? Giống như là xổ số kiến thiết vậy đâu. Đây rồi, ngon. Bán con này đi luôn, đưa con Khan vô, chúng ta sẽ có hai hồn cái đã. Rồi chút xíu nữa mình để con thị vệ vô. Bình thuốc là bao nhiêu? 4 máu, ngon. Ngon. Đó, bây giờ lấy thêm cái này nữa. Đó, đưa hết đồ cho Canon, Canon bắn mà, bắn sát thương tay thì nó vậy là ok rồi. Mình đưa thêm cho nó một cây gậy gai nữa, nó sẽ ổn hơn. Gậy gai nữa, đúng rồi, đưa gậy gai vô luôn, chúng ta bắn nó khỏi hồi máu mẹ mày luôn. 60 máu thì chưa chắc chết rồi, nhưng mà bây giờ mình u chà. Canon 2 thì sao? Ôi chà, căng đấy, 32 xoay xoay cố xuống, tính xuống sát luôn, không kịp luôn, hết giờ mẹ luôn. Sao ông AC3 hả? Cái thằng có đục quơ kia thấy vậy chứ khó chơi hơn, thấy vậy chứ dễ chơi hơn thằng này nè. Ôi chết mẹ, mày AC3 thì làm sao giết nó đây? AC3 mà thằng này đi cái đội hình gì vậy ta? Sao rẹt 2? Thằng này đi Warlock, sao rẹt Lancer? Warlock, sao rẹt Galaxian hả? Tốc độ đánh hút máu à? Ghê à. Ghê đấy, ghê đấy. Rồi, ok. Cái này khó nè, cái này khó chơi hơn kia nhiều.
thằng kia dễ chơi, thằng kia mình đủ đồ mình chơi được, còn này khó nè, này làm sao đây? Team mình thì bạn biết rồi đó, mặc dù là God nhưng mà thật ra chả có đam đâu, chả có đam đâu. Nếu mình về đi Dark Spirit thì cũng hổng lý, mà nãy bây giờ không mua Dark rồi giờ sao ta? Chắc là tích tích tiền lại up cấp cái đã, up cấp xong rồi Canon 2 thì chắc chắn là Canon 2 là mình ngon, Canon 2 là mình ok đó nha. Canon 2 là ok đó. Bây giờ sao đây, từ từ để mình coi coi. Thằng kia đi quơ thì thằng kia tự chết rồi, thằng kia đi chính quơ thằng kia chắc chắn chết, không 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 bàn cãi rồi. Chỉ có cái là cái thằng mà sao rạc hai, cái thằng đó mới nguy hiểm. Sao rạc hai thì phải có Canon 2 chơi với nó chứ còn không là nguy hiểm rồi à. Team này mình là đương nhiên là không có đam khác ngoài con Canon với lại con có độc quơ rồi, chả có đam đâu, chả có đam gì khác đâu, chỉ có đam đó thôi, có thì dùng thôi chứ còn bây giờ muốn đam khác khó lắm. Trời mẹ gì vậy, trụ có được ba sao đâu ra nữa nè, triệu hồi kiểu mẹ gì ghê vậy. Ok từ từ bình tĩnh, nó ta nói rồi thằng kia nó tự chết. Ồ hay được, ấy chết màu rồi, chết rồi, nãy mình ghép cái kia rồi, bây giờ không có kiếm gãy rồi. Thôi, tới một chuyện với thằng này nữa rồi. 10 thôi, 10 Canon 2 là ăn không nói nhiều. 10 Canon 2 là ăn không nói nhiều. Bây giờ mình kéo đội hình xuống chút xíu, tại sao mình không muốn mình đưa con Canon mình dịch chuyển qua bên kia bị quá nhiều tụi nó quay, cho nên là mình kéo đội hình xuống xíu, mình hy vọng là tụi nó sẽ nhảy lên chút á. Mấy cái con đằng sau của nó nhảy lên chút xíu để nó focus mấy con đằng trước, chứ nó đừng có focus con Canon 1 của mình. Con Canon 1 thiệt sự luôn, bây giờ không lẽ giờ đưa đưa bạn ơi cho con Canon 1, đưa đưa bạn ơi cho con Canon 1 là ngon nha. Có thể gọi là chống chịu được chút đỉnh á, thì chống chịu được chút 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 đỉnh á, nhưng mà cũng chỉ là chút đỉnh thôi, cũng chả ai làm mẹ gì nó. Nhưng mà Venom 3 nè, rồi mà Saman, rồi tao nói thiệt con Saman này ốc chó, vậy là Saman triệu hồi con Dominator rồi xong rồi khóa khóa, khóa mồm cả lũ à. Ôi đất ơi thua. Ơi Canon bắn được, Canon bắn được, Canon bắn được, đúng rồi Canon bắn được, bắn nữa em ơi. Trời thời gian hồi chiêu chậm quá, thời gian hồi chiêu chậm quá, không ăn tiền. Con sao rạc này nó mạnh nha, đó Canon 2 ăn. Nhưng mà bây giờ trước tiên là mình up level 10 cái đã. Trước tiên là mình up level 10 cái đã, mục tiêu là vậy chứ mình có khan rồi. Mình có khan rồi, bây giờ mình chỉ cần up level 10 một cái thôi là mình để vô là mình có 4 hôn. 4 hôn này nó sẽ gọi là, nói chung là nó sẽ upgrade cái đội hình bạn lên, nó ghê hơn một chút xíu nữa, nhưng mà nó cũng chỉ là ghê hơn thôi. Con hôn này nếu mà bây giờ mình con biết sao, con khan này nó khá là dễ ra, tại vì ông phải khá là dễ lên 3 sao, tại vì nó có bộ ruồi. Nó có bộ ruồi, nhưng mà bạn nên nhớ nha, ruồi thì ruồi nhưng mà 5 tiền là nó không phải dễ ra đâu nha bạn, bây giờ không phải như xưa đâu. Nó focus lại cái tỷ lệ ra 5 tiền của cái game này rồi, nhà phát hành chơi rất là mất dạy luôn. Ta đang đi 5 tiền ngon lành, bây giờ focus là kiếm rất khó đó, 5 tiền bây giờ là giá trị nha bạn. 2 sao được là cả vấn đề luôn á. Cho nên là hồi kháo ba phải nói luôn, con nó biến đỉnh thiệt. Nãy giờ con đó nó biến 3 sao không chứ nó không có biến 2 sao đâu nha, 3 sao không luôn á. Ồ vãi đỉnh, kiếm gãy nè, đó được nè, lấy súng đi em, đúng rồi lấy súng nè, lấy súng bây giờ mà. Trời God of War luôn, được God of War 3 sao là God of War 3 sao hả, con AC mày trâu đúng không? Trời ơi, tao trâu gấp 4 lần mày luôn. God of War 3 sao quá nha, mình con AC trâu đúng không, mình full đồ mình trâu gấp 6 lần, gấp 4 lần nó luôn. Chà giờ đưa cái kỵ này mới ghê nè, khó quá, chắc lại mạnh minh hồn quá. À, má thiệt khó chịu, cái lên minh hồn trước đi, ghép cái này bắn cho nó đau. Canon 2 đương nhiên là phải là Canon rồi bạn ơi, bây giờ team mình thiếu đam, thiếu đam, God of War chưa lên 3, mà có lên 3 thì cũng chỉ là để tăng thôi chứ mẹ mình. Bây giờ mà kêu nó là gây đam luôn thì nó lại tới quá, không có đủ, không có đủ đam đâu bạn ơi. Nói chứ biết là nó có thể gây đam nhưng mà không thể giống như là nó kiểu là bá đạo đâu. Nó có thể thôi chứ còn mà nói mà gây đam mạnh thì chắc là có độc quơ không không chơi được. Good. Ui con rồng 5 tiền xịn ta. Ha lâu rồi mình không có đi gót gót đỏ rồng 5 tiền, nhưng mà rồng 5 tiền nó có một cái là thời gian hồi chiêu nó lâu.
mặc dù có bốn gót luôn á nha, nhưng mà thật ra thời gian hồi chiêu của con rồng năm tiền vẫn chơi không nổi luôn mà. Ôi, con rồng năm tiền, biết là con rồng năm tiền đỉnh nha, con rồng năm tiền rất đỉnh nha bạn, nhưng mà bạn hiếm, ít có đội hình có thể chơi được. Mấy con Ace nó trâu tới mức mà đánh đánh một một thiên niên kỷ luôn nó vẫn đầy máu. Đánh một thiên niên kỷ luôn nó vẫn đầy máu, đắt phải mua nè. Tại sao? Chút tao không có gì tao để đắt vô tao giết mày. Mình không không có gì thì mình phải lấy đắt vô mình giết nó thôi chứ sao giờ. Giờ heo hai cũng ngon, heo hai thì nó sẽ giúp cho team mình nó, nếu mà triệu hồi được thì con heo ngon, nhưng mà con heo phải có mana ăn đó. Đúng rồi, canon hai không có nói nhiều, một hiệp một thôi xong đó. Bây giờ là bắt đầu chơi được rồi nè, bây giờ là bắt đầu tự tin rồi nè, bây giờ là bắn là ngon lành rồi nè. Bốn đỏ cộng thêm 450 máu thì nó cũng ok qua, nó không đến nỗi chết đó, qua nó không đến nỗi chết, nhưng mà bắn nè, chết mày liền. Con sa rạc mày tới công chuyện với tao. À, con sa rạc mày tới công chuyện với tao. Ôi nhưng mà không chết, không chết con sa rạc bạn ơi. Ôi nhưng mà con heo nó lại triệu hồi được một con canon. Hai con canon rồi, con heo mãi đỉnh. Ôi heo đỉnh đỉnh vãi luôn, con heo nó tự triệu hồi mà. Ôi ôi chết mày chưa, hai con canon nó bắn mày thì thứ gì chịu nổi bạn ơi. Ôi nhưng mà con Ace nó trâu. Trời ơi con Ace nó trâu kìa bạn, coi con Ace nó trâu kìa. Mày phải con người không vậy? Ôi con Ace nó trâu. Ôi con này con quỷ với con Ace gì một tiền nha bạn. Con một tiền đó nha mà trâu máu kìa. Ôi ôi mày trâu dữ à. Mày trâu dữ à nha. Mày tao thấy mày trâu dữ rồi đó. Ôi quê luôn, xàm thật sự luôn. Thằng đó nó mất cái chuỗi mà mình ăn không được cái chuỗi luôn, quê luôn, cái dáng này mà quê bạn. Tại vì sao mình con canon của mình dịch chuyển qua kia gặp con sao rạc đánh nó không chết. Không chết con sao rạc là mình thấy thua rồi. À, mình thấy đi rồi. Mà bán con này đi rui nó khan nó không ra, con khan một cũng yếu nữa, đúng rồi. Tại vì con khan một nếu mà con khan hai chắc ngon. Khan hai chắc ngon, cái này tại con khan một hơi yếu hơi tệ khó chịu đi, chứ giờ con không biết câu kết thằng nào. Giờ miễn sao nhảy làm sao cho nó tránh con sao rạc ra, nó bắn chết được con sao rạc kìa. Canon nó nhảy qua nó bắn chết liền con sao rạc thì may ra. Đó bắn này làm được, làm chậm hạn hồi bạn ơi, rất là ngon, nhưng mà không chết được con sao rạc. Đúng rồi đúng rồi. Thở đi em, thở đi. Rồi hai con heo ba, hai con heo ba đốc tờ ba. Trời ơi, hai con heo này nó triệu hồi canon, thấy không? Mình biết mà, tao biết mà. Đầu 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 30 máu á, cái này 30 máu nha, 34 máu luôn. Rồi lắc màn hình luôn mà bạn, làm một phát 34 máu ngán liền, ngán liền ơi. Saman mà nó biến ra heo ba là xong rồi, thằng này nó tới số rồi bạn ơi, mùa này nó tới số rồi. Ghê ghê đấy. Ây da chết mẹ không. Mua con này đi, khan không ra, khan này yếu quá, pha khan này không có kỹ năng, nó phải ra được kỹ năng rồi mình để vô đây để cho khan ra kỹ năng thử sao. Trời, nó dịch chuyển con canon, nó dịch chuyển hơi dốt nha. Nó dịch chuyển vô cái khe nằm bên ngay ngay chỗ ô thứ hai này, được rồi. Dịch chuyển xuống tuốt vuốt dưới luôn là thấy bị sa rạc quýnh vô đầu liền. Trời ơi, dở rồi. Không, nhưng mà con heo nó lại triệu hồi một con canon lại. Một tim tim nó yếu bạn, tim nó yếu nhưng mà nó lì. Tim nó yếu nhưng mà nó lì, hai con heo mà. Ồ, hai con heo mà triệu hồi thì thôi, khỏi phải bàn luôn bạn ơi. Đâu đâu đâu. Đâu đâu đâu, bắn nè, bắn nè. Ui trời, 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 ui trời. Ui heo triệu hồi nữa nè, một con sa rạc nữa thì sao. Mày giờ mày càng đứng đó lâu tao càng triệu hồi càng đông. Má heo, heo đỉnh vãi. Heo đỉnh vãi luôn bạn. Đó đây ông đó lại triệu hồi nữa. Mày đứng nó càng lâu tao càng triệu hồi càng chết. Nhây thiệt, hai con heo vãi đỉnh luôn mà, heo ghê thiệt, phải nói heo đỉnh thiệt. Ok anh em đang xem để lại cho mình một like, ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình nha, cảm ơn mọi người. Anh em nào comment bên dưới thì được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện cùng tất cả mọi người nha. Rồi cảm ơn anh em đã đăng ký hội viên kênh mình, anh em nào mà chưa đăng ký hội viên có thể đã ủng hộ mình bằng cách đăng ký hội viên nha. Rồi cảm ơn mọi người.
Hey, my body's high.